Xin kính chào anh em đã đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Và trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với mọi người về chiếc đầu đĩa DVD của Sony có model là DVB-NS758H. Và với chiếc đầu đĩa này thì nó sẽ hỗ trợ kết nối là HDMI, thì anh em có thể chơi nhạc phim, xuất hình ảnh HDMI lên tới cái chuẩn hình ảnh là 1080 lên TV trực tiếp để chơi luôn. Và nó sẽ hỗ trợ các định dạng đĩa như là đĩa DVD, đĩa CD, đĩa MP3. Ok, đĩa nhạc nén rất là tốt nha. Và máy về thì nó sẽ còn luôn cả khiển zin của Sony. Và với cái dòng máy này thì nó sẽ có điện áp là từ 100V đến 220V. Và nó còn tem nguyên của nhà sản xuất Sony luôn nha. Và sau đây thì em sẽ test thứ nhất đó là đĩa CD. Thì đây là một cái đĩa chép nha. Và trong tình trạng là chảy rất là nhiều nha. Bấm đĩa vào và phát nhạc nha. Rồi, nhận đĩa CD, nhận 16 bài nha. Nhấn play. Khá tốt như này, bấm là nhảy. Rồi, tiếp theo em sẽ test luôn cái đĩa DVD nha. Em đang mở cái màn hình TV sẵn luôn nha, với cái kết nối là HDMI luôn. Nhận đĩa DVD nha. Nói đi anh không. Không qua bài. Mắt đọc CD và DVD cũng khá tốt nha. Và với cái đầu DVD này thì nó vẫn sẽ có kết nối là USB nha. Thì với cái cổng này thì anh em về nghiên cứu thêm nha. Hình thức thì còn khá là đẹp nha. Size chuẩn là 43. Anh em có thể về trang trí cái bộ dàn cũng rất là đẹp nha. Như là có thể chơi nhạc số đĩa MP3. Khá là hay. Nó sẽ còn nguyên tem luôn nha. Tem Sony luôn. Đây, em đang kết nối là dây HDMI và cổng AV. Model là DVB
NS758HD. Con này thì ban đầu thì giá nó khá là cao nha, tầm khoảng 1,6-1,7 triệu nha cái đầu đĩa này. Đây là dòng cũng cao cấp luôn. Máy thì còn khá là đẹp nha. Thiết kế là mặt ống piano màu đen rất là đẹp. Hiện zin theo máy luôn. Và với chiếc đầu đĩa Sony thì em sẽ bán với giá là 420.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Thì xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.